Buổi gọi hồn búp bê Annabelle một buổi đêm, Donner bất chợt về nhà và thấy con búp bê lại một lần nữa nằm trên giường ngủ của cô. Thông thường búp bê nằm trên giường không phải là lạ nhưng Donner vẫn có linh cảm điều gì đó khác thường. Nỗi sợ hãi càng bao trùm lấy Donner khi cô nhìn kỹ con búp bê thì thấy cái gì đó như vết máu nằm trên mặt sau cánh tay và ngực của nó. Sau sự xuất hiện của chất lỏng màu đỏ, Donner và Angie bắt đầu nhờ tới sự giúp đỡ của các chuyên gia về tâm linh. Nhờ các thầy đồng, Donner tham gia vào buổi gọi hồn và được biết tới linh hồn của một người có tên Annabelle Hitchin. Theo lời kể lại, Annabelle là một cô bé 7 tuổi đã sống tại mảnh đất nơi Donner và Angie ở. Thực tế, xác chết của Annabelle đã được tìm thấy trên cánh đồng mà sau đó là nơi căn hộ được xây dựng. Linh hồn nói với thầy đồng rằng cô bé cảm thấy hợp với Donner và Angie, muốn ở bên hai cô vì vậy đã nhập vào con búp bê rẻ. Cảm thông cho Annabelle và câu chuyện của linh hồn bé gái, Donner đã hứa sẽ không ngăn cấm mà giữ con búp bê này ở lại. Nhưng chỉ ngay sau đó, Donner và Angie lại thêm sợ hãi khi nhận ra rằng Annabelle không như những gì họ vẫn nghĩ. Thế lực vô hình tấn công. Nhắc tới Lou, anh là bạn của Donner và Angie từng sống cùng họ kể từ khi con búp bê xuất hiện. Dường như có linh cảm ngay từ ban đầu, Lou không thích con búp bê và đã vài lần cảnh báo với Donner rằng đó là một con quỷ dữ cần phải tiêu diệt. Và quả như vậy, quyết định giữ con búp bê ở lại của Donner là một sai lầm nghiêm trọng. Lou nhớ lại câu chuyện anh tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu hoảng loạn. Mặc dù đang trong trạng thái thức nhưng cơ thể anh không thể cử động. Lou bắt đầu nhìn quanh căn phòng nhưng vẫn chẳng thấy gì. Sau đó, khi nhìn xuống dưới chân thì anh thấy búp bê Annabelle đang chậm chậm bò lên chân, rồi lên ngực anh và dừng lại. Chỉ vài giây sau đó, con búp bê bóp cổ Lou khiến anh cảm thấy ngạt thở. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Lou tin chắc rằng chuyện tối qua không phải là một cơn ác mộng. Trong một lần khác, Lou và Angie ở nhà. Bỗng nhiên, anh lại nghe thấy tiếng động lạ bên phòng Donner như có người vừa đột nhập vào. Đợi cho tiếng động chấm dứt, anh bước vào phòng và bật điện lên. Trong phòng lúc này không có ai khác ngoài búp bê Annabelle đang nằm ở góc phòng. Khi tiến tới gần con búp bê, Lou có cảm giác như có ai đó đang đứng sau mình. Và trong nháy mắt, anh thấy mình bị đâm vào ngực đến chảy máu. Lúc đó, chiếc áo sơ mi của anh thấm đầy máu. Khi Lou cởi áo ra, trên ngực anh xuất hiện 7 vết thương rõ ràng như vết cào.